Kính chào quý vị theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Dự báo trong 3 tháng tới, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng từ 90 đến 95%. Do sự chi phối của El Nino, mùa đông năm nay được nhận định đến muộn và ấm hơn so với trung bình nhiều năm. Dự báo trong thời kỳ đầu mùa đông, không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu, rác đậm rác hại có thể xuất hiện muộn, số ngày rác đậm rác hại có xu hướng ít hơn so với trung bình nhiều năm. Theo dự báo xa cho thấy, khoảng từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9 sang đầu tháng 10, trùng thời điểm với Tết Trung Thu, có khả năng sẽ xuất hiện đợt gió mùa đông bắc đầu tiên của mùa thu đông năm nay. Tuy nhiên, không khí lạnh đầu mùa chỉ mang cái xe lạnh mùa thu về cho miền Bắc, kèm cơn mưa rào và dông, nhưng sau đó trời lại nắng đẹp. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, các đợt không khí lạnh đầu mùa tuy không làm nền nhiệt giảm sâu, nhưng thường gây ra mưa lớn, dông lốc, sét, mưa đá, đặc biệt là các tỉnh Trung Du, miền núi phía Bắc. Chuyển sang thông tin thời tiết Quảng Ngãi. Thưa quý vị, tỉnh Quảng Ngãi ngày hôm nay tiếp tục nhiều mây, ngày nắng và nhiệt độ dao động ở mức từ 25 đến 34 độ C. Chiều nay, nhiều nơi trong tỉnh có mưa dông. Dự báo cho ngày mai, ngày 20 tháng 9, khả năng có mây thay đổi, ban ngày trời nắng với mức nhiệt dao động là từ 25 đến 34 độ C. Sang đến chiều tối sẽ hình thành nên những ổ mây dông kèm theo gió lốc và sấm sét, đặc biệt là các huyện miền núi. Để tránh xảy ra các sự việc đáng tiếc do sét đánh, người dân không nên làm đồng khi thấy mưa dông. Và nếu đang ngoài đồng, tuyệt đối không sử dụng cây cối làm nơi tránh trú, tránh xa các vật dụng kim loại, nhanh chóng tìm nơi kiên cố và khô ráo để tránh trú an toàn. Xin chuyển sang thông tin về thời tiết nông vụ. Thưa quý vị, các nhà vườn ở huyện Tư Nghĩa đã khởi động trồng hoa cúc để bán trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, các nhà vườn lo đúc chậu hoa, ủ phân chuồng. Thời điểm này thì lo chậu vào phân, vào đất để chuẩn bị xuống giống. Ở vùng ven sông Vệ, năm nào cũng đối diện với mưa lũ, nên việc kê cao chậu hoa là việc làm đầu tiên trước khi xuống giống. Năm nay, dự báo thời tiết phức tạp nên nhà vườn càng chú ý hơn. Bà con trồng các loại hoa cúc, hoa hồng, giả yến thảo, hy vọng thời tiết thuận lợi để có một mùa hoa Tết bội thu. Sau đây là thông tin thời tiết ngư trường. Đêm nay và ngày mai, vùng biển phía Nam từ Bình Thuận trở xuống đến Cà Mau, ra ngoài khơi Nam Biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa. Dự báo trời có mưa dông khiến tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km, độ cao sóng là từ 0,5 đến 1,5 m. Khai thác trong điều kiện thời tiết biển xấu, bà con nên chặn buộc các trang thiết bị hàng hóa, nhất là các vật dụng dễ di động ở trên bon và dưới mái tàu để tránh rơi xuống biển. Lưu ý không được làm việc ở bên ngoài mặt bon trong thời điểm có mưa dông, gió giật. Trái lại, khắp vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ trở xuống đến Ninh Thuận, trong đêm nay và ngày mai dự báo có gió nhẹ, ban ngày trời chủ đạo là nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, bà con có thể yên tâm khai thác. Vùng biển Bắc Biển Đông, trong đó có huyện đảo Hoàng Sa. Dự báo trong đêm nay và ngày mai thời tiết khá tốt, mưa chỉ xuất hiện vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km và gió cấp 3 cấp 4 biển êm. Thông tin dự báo thời tiết trên đất liền khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 10 ngày tới. Từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng. Sang đến chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 9, khu vực này có mưa nhiều hơn và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phần cuối chương trình là dự báo thời tiết cho một số tỉnh, thành phố trong nước và thế giới. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi. Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C. Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Đà Nẵng có mây, ngày nắng, mưa dông về chiều tối, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C. Lâm Đồng có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C.